Các bạn thân mến, nếu có dịp đi tham quan ở các chùa Phật giáo, đặc biệt là những căn phòng thiền, thì chắc chắn rằng các bạn đã nhìn thấy hình tượng của một ông lão trên người khoác một bộ áo dài, mày và râu đều rất là rậm, mắt rất là sáng. Ở trên vai thường vác theo một cái gậy, và trên gậy hay là trên tay thường có mang theo một chiếc giày. Đó chính là hình tượng của một vị có tên là Đạt Ma Tổ Sư, Tá Múa Tổ Sư. Đạt Ma là tên của ông, còn Tổ Sư có nghĩa là vị thầy tổ, vị thầy sáng lập ra một môn phái. Bởi vì Đạt Ma Tổ Sư, Tá Múa Tổ Sư chính là tổ sư của Thiền Tông Phật giáo Trung Hoa. Và tương truyền, chính Đạt Ma Tổ Sư là người đã dạy võ công cho các hòa thượng Thiếu Lâm. Đạt Ma Tổ Sư không phải là người Trung Quốc mà là người miền Nam Ấn Độ. Tên đầy đủ của ông đó là Bồ Đề Đạt Ma, Phú Thí Tá Múa. Ông đến Trung Hoa vào khoảng 1.500 năm trước với mục đích là truyền bá giáo lý của Thiền Tông Phật giáo. Điểm cốt lõi trong giáo lý mà ông truyền dạy ở Trung Hoa đó chính là Nhị Thập Tứ Hành Thiền Pháp, A Rủ Sư Xỉn Chán Phả. Đó là một phương pháp thiền. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một số truyền thuyết về Tá Múa Tổ Sư, về Đạt Ma Tổ Sư. Đạt Ma Tổ Sư vốn là con trai thứ ba của một ông vua ở miền Nam Ấn Độ, ở một vương triều cách đây khoảng 1.500 năm, gọi là Tam Vương Tử Bồ Đề Đa La, San Vương Tử Phú Thí Tua Lũa. Vương tử là con vua, Tam Vương Tử tức là hoàng tử thứ ba. Và tên của hoàng tử này là Bồ Đề Đa La, Phú Thí Tua Lũa. Một hôm thì tam hoàng tử Bồ Đề Đa La đang dạo chơi ở trong rừng, bỗng lạc đến một vùng rất nhiều sương mù, không thể tìm được lối ra. Trong khi dạo quanh để tìm lối ra thì anh thấy thấp thoáng từ xa có bóng dáng của một ông già đang ngồi thiền. Anh đánh bạo đến gần và hỏi ông lão rằng là: Thỉnh vấn, giá thị thập ma địa phương, Qing vân, chơ sư sầm mơ địa phận? Có nghĩa là: Xin hỏi, đây là nơi nào? Ông già trả lời anh rằng là: Đối nhĩ lai thuyết, giá thị nhất cá, mạch sinh đích địa phương. Tuy nhĩ lai xua, chơ sư ý cờ mùa sân tờ địa phận. Nghĩa là đối với anh mà nói, đây là một nơi xa lạ. Mạch sinh, mùa sân, có nghĩa là xa lạ. Nhĩ tri đạo, giả đẳng ư, bất tri đạo. Nhĩ tri đạo, giả đẳng ư, bất tri đạo. Nghĩa là, anh có biết thì cũng như không biết. Tầng ư, đẳng ư, có nghĩa là bằng với, cũng như. Hoàng tử nghe nói vậy thì bật cười, nói với ông lão rằng là: Nhĩ tài bất tri đạo ni, giá lý thì ngã đích quốc thổ, nhì tài bất tri đạo nè, chơ lì sư wo de guo thủ. Nghĩa là ông mới là không biết đó, đây là đất nước của ta. Nhĩ tài bất tri đạo, nhì tài bất tri đạo, nghĩa là bạn mới là không biết. Guo thủ, quốc thổ là đất nước, lãnh thổ. Tương lai ngã hoàng yếu tại giá lý, kế thừa vương vị ni. Chẳng lại, wo hai yao zai zhe li ji cheng wang wei ne. Nghĩa là tương lai ta còn phải kế thừa vương vị ở nơi đây nữa. Chẳng lại có nghĩa là tương lai, ji cheng wang wei kế thừa vương vị, kế thừa ngôi vua, kế thừa ngai vàng. Ông già nói với anh rằng là: Một tiền đích xứ cảnh, nhị đô bất năng bả ác, mù chiến đất chủ diện, nhị đô bù nâng bả vua. Nghĩa là tình thế trước mắt, anh còn không thể biết chắc được. Mù chiến, một tiền, trước mắt, hiện tại. Xứ cảnh, chủ diện, nghĩa là tình thế, tình cảnh. Bả ác, bả vua, nghĩa là nắm chắc trong tay, biết chắc được. Tương lai đích sự, nhị hoàng năng, khẳng định ma. Chiang lại đất sự, nhị hải nâng khẳng định ma. Nghĩa là việc tương lai, anh có thể khẳng định được không? Khẳng định, khẳng định. Ông lão khuyên hoàng tử rằng hãy Xuế yu ar an ba, tùy ngộ nhi an, có nghĩa là hãy yên ổn, thuận theo, tùy theo cảnh ngộ mà mình gặp được. Tức là tới đâu hay đó đi. Xuế yu ar an ba. Hoàng tử không để ý đến những lời ông lão nói. Anh tiếp tục đi một vòng, nhưng sương mù vẫn rất dày đặc, không thể tìm được lối ra. Anh đành phải quay lại bắt chuyện với ông lão. Anh hỏi rằng: Bất tri đạo, vụ, thập ma thì hậu, tài năng tán. Bất tri đạo, u, sắm sở hậu, tài năng sàn. Nghĩa là không biết sương mù khi nào thì mới tan đi. Vụ, u, có nghĩa là sương mù,
tán, san là tan đi. Ông lão trả lời rằng là nhĩ nhãn trung, sở kiến đích, đô thị, hư ảo đích cảnh tượng. Nhĩ nhãn trung, sở kiến đích, đô thị, hư ảo đích cảnh tượng. Những gì nhìn thấy trong mắt anh đều là cảnh tượng hư ảo. Nhãn trung, nhãn trung là trong mắt. Sở kiến đích, sở kiến đích là những gì nhìn thấy được. Hư ảo đích cảnh tượng, hư hoàn đích cảnh tượng. Cảnh tượng hư ảo không có thật. Tại ngã kháng lai, thập ma đô, một hữu. Tại wo kan lai, shenme dou mei you. Còn tôi thì thấy, chẳng có gì cả. Tại ngã kháng lai, tại wo kan lai. Nghĩa là, tôi thì thấy rằng. Hoàng tử không hiểu ông lão nói vậy là có ý gì, nhưng vẫn tiếp tục hỏi chuyện. Anh hỏi ông lão rằng, nhĩ tại gia lý, tố thập ma, nhĩ tại zhe li zuo shenme? Ông ở đây làm gì? Ông lão không chút do dự, trả lời rằng, tại đẳng nhĩ, tại tấn nhĩ, nghĩa là đang đợi anh. Hoàng tử hơi bất ngờ, hỏi lại rằng, đẳng ngã, ngã đô bất nhận thức nhĩ, tấn wo, wo dou bu ren shi nhĩ, đợi tôi sao? Tôi còn không quen biết ông. Ren shi, nhận thức, có nghĩa là quen biết. Ông lão trả lời, khả thị, ngã nhận thức nhĩ, khờ shi, wo ren shi nhĩ, nhưng mà, tôi biết anh. Hoàng tử lại cười nói rằng, Na hữu thập ma hy kỳ, Na dù sẽ mà xí chỉ, vậy thì có gì lạ chứ? Hy kỳ, xí chỉ, có nghĩa là hy hữu, kỳ lạ. Thùy đô tri đạo, ngã thị tam vương tử, sế đô tri đạo, wo shi san vãng zi, ai cũng biết, ta là tam hoàng tử. Ông già nói, ngã bất đảng tri đạo, nhĩ thị tam vương tử, wo bu dan zhi dao nhĩ shi san vãng zi, ta không những biết rằng anh là tam hoàng tử. Bất đảng, bu dan, không những, không chỉ. Hoàng tri đạo, nhĩ đích quá khứ, giữ tương lai. Hải zhi dao nhĩ de guo qu yu jiang lai, còn biết được quá khứ và tương lai của anh. Hoàng tri đạo, hải zhi dao, còn biết được. Quá khứ giữ tương lai. Quá khứ giữ tương lai. Quá khứ và tương lai. Hoàng tử cho rằng ông lão nói khoác. Lại hỏi rằng, viễn đích bất thuyết. Yuan de bu shuo. Nghĩa là không nói xa xôi. Yuan de, viễn đích là những điều xa xôi. Kim thiên, ngã hội phát sinh thập ma sự. Jin tian, wo hui fa sheng shenme shi. Hôm nay tôi sẽ xảy ra chuyện gì? Phát sinh, fa sheng, nghĩa là xảy ra. Ông già liền nói, tất ngộ hung hiểm, cửu tử nhất sinh, bi yu xung xiển, chiếu sử y sân, nghĩa là nhất định sẽ gặp chuyện hung hiểm, thừa sống thiếu chết. Tất, bi có nghĩa là tất yếu, tất ngộ, bi yu, nhất định sẽ gặp phải, hung hiểm, xung xiển, việc nguy hiểm chẳng lành, cửu tử nhất sinh, chiếu sử y sân, nghĩa là vô cùng nguy hiểm, chín phần chết, một phần sống. Hoàng tử cho rằng ông lão nói năng ngông cuồng. Nhĩ cánh cảm, đối ngã, hồ ngôn loạn ngữ. Nhĩ chiên cản tùy wo, hú giãn loạn yu. Ông lại dám ăn nói sằng bậy với ta. Chiên cản, cánh cảm, nghĩa là mà lại dám. Hồ ngôn loạn ngữ, hú giãn loạn yu, nghĩa là ăn nói sằng bậy. Nhĩ đáo để thị thùy. Nhĩ tao tì sư sệ. Ông rốt cục là ai? Đáo để, tao đi, rốt cục, cuối cùng thì. Ông lão nói rằng, ngã tự thị nhĩ, wo jiu shi nhĩ, tôi chính là anh. Hoàng tử hơi bất ngờ, đang tự mình ngẫm nghĩ thì ông lão đã biến mất và sương mù cũng tan đi. Cùng lúc đó hoàng tử nghe có tiếng người gọi mình. Thì ra là đám người hầu đến thông báo với hoàng tử rằng, hoàng thượng đắc liễu quái bệnh, nguy tài đáng tịch. Hoàng thượng tớ lơ quài bình, vây giải tàn xí. Nghĩa là hoàng thượng đã mắc chứng bệnh lạ. Quái bệnh, quài bình là bệnh lạ. Vô cùng nguy cấp, nguy tại đáng tịch. Vây giải tàn xí, đáng là buổi sáng, tịch là buổi tối. Đáng tịch, tàn xí, chỉ thời gian rất gấp gấp. Nguy tại đáng tịch, vây giải tàn xí, nghĩa là rất nguy kịch, rất gấp gáp. Hoàng tử nghe vậy thì lập tức lên ngựa chạy về cung.
Nhưng không ngờ trên đường về cung, có một đám người áo đen đã phục kích sẵn, lao vào chém giết, muốn lấy mạng hoàng tử. Rất may tam hoàng tử Bồ Đề Đa La là một người võ nghệ xuất chúng, liền trổ hết tài năng của mình để mở đường thoát thân. Mặc dù bị thương, nhưng cuối cùng cũng thoát chết, chạy về được cung điện. Nghĩ lại thì đúng như lời ông lão kỳ lạ vừa rồi đã nói, hôm nay sẽ gặp chuyện hung hiểm, cửu tử nhất sinh. Phần đầu của câu chuyện Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma xin được tạm dừng ở đây. Mời các bạn đón xem những phần sau.